lên chạy ở trên núi. Gánh nước lên này nè, để nó đi xịt
cho ruộng, cho cây lúa hay là cây cây đậu gì đó, mà ở trên kia nó không có nước, nó gánh ấy nước theo để nó. Cái này là mấy cái can nhựa, bình thường ở mấy can nhựa này là ta để đường. Ông này ông gánh không biết ông để gì, cái này chắc gánh nước đi xịt thuốc hay gì. Đúng rồi, chắc đi xịt thuốc. Ở trong này nó không có nước á, gánh nước theo để pha với thuốc để xịt. Nó xịt, nó pha với thuốc, thằng nó xịt. Tôi đoán vậy thôi chứ cũng không biết nó làm sao. Còn cái thùng này, có một số người ở đây thì người ta, thùng này người ta đựng, người ta đi lấy nước rung nốt rồi người ta mới dồn vô, người ta đổ vô đây. Người ta mới chở xe ra mấy cái trại để người ta đổ vô trong mấy cái chảo người ta nấu đường thốt nốt. Can này can 20 lít. Và cái cây dài dài với giác trên dai, cây đó là cái cây phun mưa. Xịt ra thuốc, xịt thuốc cho cây lúa hoặc là cây cái đậu. Mùa này ở đây thì ta trồng đậu, mùa này nước nó ít ta trồng đậu. Cái đậu nó không có đòi hỏi nước nhiều. Chiều mặt trời còn cao quá, quay cái bóng không được. Sáu cái thùng, một cái giỏ. Trời lạnh cũng không đẹp nữa bên đây. Sâu quá. Có khi đây một trời mưa bay, có nơi kia rồi không nắng. Có trên sông bờ xa thương. Ông này ông chở cái giường ông lên trên cái trại ông này, chở bằng đầu kéo. Ông mấy đứa nhỏ đi theo. Cái đầu kéo này là người ta cài, người ta làm máy cài đất. Chiều trên
đi theo mấy cái đường chở lên thuốc trên núi, cái này là cái giường hả, giường bàn tủ giường. Có hai nhóc đi theo hôm nay vô tới làng. Xong một ngày việc